thư thiêng liêng mà chỉ có học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là những người lái đò cho học sinh. Mỗi khi một năm học kết thúc, một bến đò lại cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đò đã có biết bao nhiêu điều thú vị. Thầy cô đã dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều khó khăn và thử thách, nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ đang chờ ở phía trước. Nhờ có công ơn của các thầy cô, các cô luôn tận tình điều khiển chèo lái chuyến đò đó, nên chúng em đã vượt qua khó khăn ấy để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui. Nhưng trong niềm vui ấy đâu chỉ của riêng em mà còn của thầy cô nữa đó. Những gì thầy cô đã làm cho chúng em đâu khác gì những thứ cha mẹ đã làm cho chúng em. Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức. Quả đúng là như vậy, công lao của các thầy cô to lớn đến nhường nào mà có lẽ cả cuộc đời này chúng ta không thể đền đáp được hết. Con người chắc hẳn ai cũng có thời cấp bách đến trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi lại vụt đi, của những sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô đã thay đổi, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn. Rồi từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nước thang kiến thức. Cô luôn dõi theo chúng em từ một con điểm tốt đến một ý tưởng hay, một sai phạm nhỏ, chú ý, khen ngợi, nhắc nhở. Thầy cô là những người trầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp. Thật không thể nào diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng của chúng em đối với các thầy cô, những người luôn miệt mài bên trang giáo án, truyền đến học trò chúng em bài học hay và bổ ích, những người không quản nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng và tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn.